Xin chào, bà Mai đã vào vị trí của mình rồi. Quý vị hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay á, cứ mạnh dạn lên nha. Phỏng đoán xem cặp đôi này có hợp với nhau hay không, họ sẽ trò chuyện như thế nào. Hoặc mình cũng có thể tư vấn luôn cho các bạn ấy có thể trò chuyện với nhau một cách hợp nhất quý vị nha. Theo dõi nha. Ơi, chào em trai. Chào chị Cát Tường. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ ra mời bạn gái của em vào nha. Dạ vâng. Mời chị Tường chút xíu. Rồi, mời em gái. Chào chị. Đây, dễ đây rồi, vô. Các bạn có thể mở mặt nạ của mình ra nha, chị giúp cho. Em xin chào chị Cát Tường xinh đẹp và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Vũ Duy Linh, đến từ Pleiku, Gia Lai. Năm nay em 36 tuổi, hiện đang kinh doanh bên hàng cà phê bột. Cà phê bột? Dạ, sản xuất và chế biến cà phê bột đó chị Tường. Là nhà mình sản xuất luôn hả dạ, em? Dạ, đúng rồi chị. Wow, ghê. Ủa, vậy là em xuống đây tham gia chương trình thôi chứ mình vẫn ở trên Gia Lai? Dạ, đúng rồi chị. Dạ. Xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống hồi hôm chị. Ở đâu? Dạ, em ở khách sạn. Ở khách sạn, thương quá, đi tham gia chương trình xuống ở khách sạn đó. Rồi vậy còn em? Dạ em chào chị Cát Tường. Em xin chào quý vị khán giả và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Vĩ Dung. Dạ em 31 tuổi. Em đang là giáo viên dạy ở một trường trung học cơ sở ở quận 11. Có khi nào lên Gia Lai chơi chưa? Dạ em chưa. Có khi nào em nghĩ tự nhiên một ngày nào đó mình lấy chồng là mình lại lập nghiệp ở một cái nơi xa xứ không? Cái nơi mình chưa bao giờ tới không? Chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Chưa bao giờ nghĩ. Bắt đầu hôm nay mình sẽ thay đổi tư duy thử xem nó có ổn hay không nha. Dạ. Lên trển công ty sẵn rồi, có trang trại mình có trồng cà phê không em? Dạ có chị. Mấy hecta hả? Dạ hồi xưa thì em trồng nhưng sau khi em chuyển đổi kinh doanh thì em bán để em lấy vốn đầu tư và sản xuất để chế biến cà phê. Bây giờ là chế biến sản xuất rồi hết trồng. Dạ. Có lẽ là mình sẽ thu mua là của bà con. Dạ. Mình về mình sản xuất. Dạ. Mình có đông nhân viên không? Dạ không, nói chung cơ sở em mới thành lập tới hơn 2 năm nay thì một mình em và thuê thêm người làm theo giờ chị. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Em gái nói trước. Em thấy em là một người rất là chu toàn, biết nghĩ cho người khác. Điểm yếu của em là hình như em suy nghĩ hơi bị nhiều nên đôi lúc hơi mệt. Và em đang cố gắng cân bằng lại. Thế là em cũng một chút mềm yếu. Tôi nhìn thấy tướng có vẻ đâu có mềm yếu đâu ta. Dạ đúng rồi, ai cũng nói em bản lĩnh hết trơn á. Nhưng mà thực ra bên trong em cũng mềm yếu lắm. Mềm yếu lắm. Dạ, biết ướt chị. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, điểm mạnh của em á thì em không giận ai nổi 5 phút. Dù người đó có như thế nào, dù có sai hay trái thì em cũng là người xin lỗi đầu tiên. Và trong công việc thì em lúc nào cũng quyết tâm mà mình muốn làm cái việc gì đó thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Khi nào được thì thôi. Ngoài ra thì em rất là giỏi nấu ăn. Giỏi nấu ăn? Mình thích cuộc sống của gia đình. Yeah. Ví dụ sau này lấy vợ về có phụ vợ là bếp núc nấu nướng không? Không, cái đó em thích nấu mà chị. Em thích nấu là em nấu cho em ăn. Vấn đề là em có chịu nấu cho vợ ăn không? Dạ có chứ chị. Trong gia đình thì vợ chồng mỗi người một tay nó sẽ vun đắp hơn. Cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Rồi, bây giờ đâu cho xem hình của hai bạn coi. Trời đất ơi. Hình cute đó chị, hồi xưa đó chị. Rồi được rồi. Bạn trai của em nè. Thấy được không? Em nhắm nó coi vậy thì có thành công không nha. Em đoán thử ra bốn cô gái này hôm nay chị sẽ làm mai cho em cô nào. Em đoán đúng là chị gả luôn, đóng cặp thì thôi đi về. Đó. Quý vị phỏng đoán xem tới nhiêu đây thôi thì thấy cặp đôi này có xứng với nhau không quý vị? Cầm đi đoán ai, đoán ai. Màu xanh chị. Màu xanh hả? Rồi giữ nó đi, giờ chị sẽ mở cái cửa trái tim này ra cho hai bạn dễ nghe nhau hơn, dễ trò chuyện với nhau hơn nha. Nhìn thẳng vào mắt nhau khi trò chuyện nè, nha. Rồi coi thử coi. Màu xanh là màu hy vọng. Trời, ủa sao em đoán màu xanh, lý do? Tại vì em thích màu xanh. À, đơn giản tại vì thích màu xanh. Hay quá. Mời hai bạn. Mời các bạn hãy xem cảm nhận của mình đúng không? Anh này anh có tấm hình một mà thời tầm thắt thăng hoàng á. Không có sự lựa chọn nào hết. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà gửi tặng em. Xin. Món tặng là bự quá chị. Ảnh vậy thì thành công không em? Dạ thành công. Thành công hả? Dạ. Nghĩ sao đi cô bạn gái em đưa tấm hình nhôm nhất thiếu ăn thắt cái khăn quàng hồi mà. Do hồi xưa em chỉ có từ nhỏ tới lớn em chỉ có chụp một tấm hình đó thôi chị. Từ nhỏ đến lớn chụp một tấm hình đó thôi. Dạ. Em có xài Facebook không? Dạ có. Không có chụp hình đăng Facebook dạ, không? Dạ không. Lý do? Chụp hình xấu không muốn chụp à? Dạ không chị, tại vì em không thích mình đăng những cái hình ảnh mà về cá nhân của bản thân. Cũng không chụp hình cất làm kỷ niệm gia đình dạ, không, người dưới trơn hả? Dạ không chị. Ủa ông này ngộ dạ. Vậy ta. Rồi mốt có bạn gái có chụp hình với bạn gái không? Dạ có chị, nếu mà người đó thích thì mình chụp. Phải chụp hình để là những khoảnh khắc của mình không đăng thì mình có riêng.
Trời ơi, cũng ngạc lạ em nha. Rất vui được gặp rồi, em. Bây giờ mình tâm sự với nhau nè, giờ nhìn thấy nhau rồi ha. Dạ. Tình trường của em sao? Thôi bạn trai nói trước đi. Ví dụ yêu đương. Em thì có 4 mối tình rồi. Thời học sinh, trong thời gian chờ đợi em tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, em rất quen một cô gái ở Hà Nội. Tụi em còn đi lại giữa Gia Lai và Hà Nội rất là nhiều trong thời gian đó. Nhưng mà gia đình cũng xe với là cái sự ngăn trở với cái tình cảm của hai không ở bên gần nhau được, nên đâm ra có sự khoảng cách và cũng có sự chia cách, nên tụi em dừng lại. Mà em quen bạn gái đó bao lâu? Dạ, 1 năm rồi chị. 1 năm? Dạ vâng. Em bay ra Hà Nội mấy lần? Dạ, em ra ngoài đó 2 lần. Bay ra 2 lần, rồi bạn đó có bay vô Gia Lai thăm dạ, em không? Dạ có. Mấy lần? 3 lần. 3 lần, ủa sao kỳ vậy? Sao ông bay ra ít thăm ta, ít hơn ta thăm ông vậy? Dạ, do mình khéo chị. Do mình khéo dạ. Hả? Nhưng mà rồi cái mối tình cuối này là em có rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì không? Dạ thì... Em buồn không? Dạ không buồn chị. Cái tình cảm của mình với người đó, giữa hai người nó chưa có một cái gì nó lớn lao. Mình có thể hy sinh cho họ, về tạo dựng cho họ một cái cuộc sống ổn định. Nhưng mà họ... Em tạo chưa? Có chứ. Em tạo gì mà ổn định? À, lúc mà em muốn người con gái đó vào đây á, thì em cũng có mở một quán cà phê cho người con gái đó bán. Bán ở trong Gia Lai á? Dạ vâng, em cũng chuẩn bị một chiếc nhẫn để cầu hôn người con gái đó. Cầu chưa? Dạ chưa. Chưa thì có gì chưa? Không, ta nói chung thì em cũng chuẩn bị tới cái ngày nào đó, ngày khai trương quán cũng là cái ngày em sẽ cầu hôn người con gái đó. Nhưng mà cái tình cảm của người con gái đó chưa đủ lớn dành cho em. Rồi cuối cùng cái quán cà phê lung lay. Thì nói chung thì em vì công việc kinh doanh của em phải sang lại cho người khác, chịu lỗ một chút chị. Mà lúc em mời cổ, em rủ cổ thì cổ chịu vô? Không, thì em cái này là em giữ bí mật cho riêng mình. Em muốn làm một cái gì đó nó đặc biệt. Lỗi của em phải nói chứ. Không, mình nói thì em nói. Mở quán cà phê cho người ta, em không nói người ta biết. Mình nói thì còn gì nữa là cái gì bất ngờ. Thí dụ em phải nói cho cổ có động lực, chị nói vậy đúng không em? Dạ. Tự nhiên bây giờ hai người yêu nhau để mà cái chuyện mà để người ta bỏ quê của người ta đi vô tới chỗ của mình là một cái vấn đề rất lớn. Dạ. Nó không phải riêng cá nhân hai đứa yêu nhau dạ. nữa mà nó còn có gia đình nữa. Đúng không? Thì mình phải bàn, anh muốn như vậy nè, nếu mà mình yêu nhau thì anh sẽ mở cái này cái kia để mình có người ta đó, nghe người tưởng. Ta thấy tin tưởng mà người dạ. ta thấy nó cũng có cái điều kiện hấp dẫn, bây giờ người ta dạ. bỏ xứ người ta đi vô với em rồi vô em đẩy ải người ta, em bắt người ta hoặc là không có công việc làm cho người ta, làm sao người ta đi. Cái này là cái sai ở em, đừng trách cái cô đó, không có đúng đâu. Bất ngờ là cái gì? Bất ngờ là món quà, ví dụ chiếc nhẫn cầu hôn nữa, đó là bất ngờ dạ. chị đồng ý. Nhưng mà cái quyển mở của quán cà phê sao em gọi là bất ngờ được? Cái đó là một cái kế hoạch. Vậy là em đã dùng tiền bạc kinh doanh không đúng kế hoạch, rồi cuối cùng thua lỗ, đúng chưa? Dạ, không bao nhiêu hết thì không có lỗ. Giàu quá mà, không bao nhiêu hết, quán cà phê cũng bao nhiêu hết. Rồi, rút kinh nghiệm nha. Dạ. Rồi, tình trường của em sao? Dạ, em cho đến hiện tại thì mới có 1 mối tình thôi. Sau một thời gian quen nhau, cảm thấy cái tính nó khác nhau nhiều quá. Nên là... thôi. Thời gian là thời gian bao lâu? Tầm 4 năm á chị. Quen 4 năm rồi mới thấy là khác nhau nhiều quá. Sao không thấy từ trong đầu? Cái khoảng thời gian đó cũng thấy khác rồi. Và em rất là thích cái người này ở điểm là người ta rất là biết cách làm cho em vui. Mà dần dần thì em nghĩ cái vui đó nó không có ở mãi với mình trong suốt cái cuộc đời của mình được. Mà cái quan trọng là cái tính cách như thế nào. Tại vì nếu người ta biết cách làm mình vui nhưng mà sau đó những cái chuyện khác rồi hai đứa cứ bất đồng quan điểm hoài á. Và cụ thể là bất đồng về chuyện gì? Rất là nhiều chuyện luôn chị, em thấy hoàn toàn trái ngược nhau luôn. Khi mình yêu thương người ta thì mình sẽ hết lòng, nhưng mà khi mà mình cảm thấy nó không hợp nhau nữa thì mình dứt. Anh có thể hỏi em một chút được không? Rồi, hỏi dạ. Em nghĩ sao nếu lập gia đình về trong một người vợ, em sẽ định hướng như thế nào? Em nghĩ một người vợ sẽ là cái chìa khóa giúp cho người chồng thành công. Em nghĩ là em tự tin em có những cái cách để mà mình có thể hỗ trợ cho người chồng có thể thành công trong công việc. Nhưng mà cái điều em cần đấy là cái sự quan tâm ngược lại của người đàn ông. Mình cần cái tình cảm đáp lại của người con trai. Sau cái thời gian làm việc mình cũng phải nghĩ tới cái người vợ của mình. Rồi mình cũng có cái thời gian để đưa người vợ mình đi chơi hay như thế này thế kia. Anh hiểu, anh cảm ơn em. Anh bản thân anh này, anh định nghĩa về tình yêu chẳng hạn như là anh bắt đầu quen một mối quan hệ nào đó. Dạ. Ví dụ anh yêu người đó thì anh sẽ tìm hiểu và đi đến với người đó. Tại vì cái tuổi của anh nó cũng đã lớn rồi. Yeah. Anh muốn tìm một mối quan hệ rõ ràng và chính thức đi đến một cái đích là gọi là hạnh phúc. Là đó là mục đích của anh tới đây. Yeah. Và cũng muốn cảm ơn chương trình đã cho anh cơ hội được gặp em. Anh muốn tìm một người có thể theo anh. Anh chỉ cần đi theo anh thôi. Còn thế giới thì để anh lo. Yeah. Chỉ có vậy thôi em. Nên anh muốn có một người vợ có thể hiểu và thông cảm cho anh. Anh không cần đòi hỏi gì hết. Anh không muốn lấy vợ rồi phải là chia tay hay là chia chân hay là để sau này con cái anh phải mồ côi. Anh muốn một cái đích rõ ràng và anh muốn xác định rõ ràng. Em nói là có thể là một câu tỏ tình, cũng thể là một cái câu ngôn tình. Em chỉ cần dạ. đi theo anh thôi, thế giới để anh lo. Dạ vâng. Thế giờ chị muốn hỏi lo là lo như thế nào?
chẳng hạn như thế. Chị rất thực tế. Dạ đúng rồi chị. Lo là lo như thế nào? Nói chung mình phải lo khi mình đã cưới vợ mình hoặc là mình quen người đó thì mình phải lo cho người con gái có cuộc sống hạnh phúc, có công việc làm, có thể làm cùng với mình. Bây giờ nếu bạn gái đồng ý mà theo em đi lên Gia Lai, dạ vâng, thì cổ sẽ làm công việc gì? Chẳng hạn như phụ em buôn bán cà phê, hoặc sau này cô ấy có thể quen được cái môi trường cà phê, hoặc có thể làm một cái quán nhỏ nhỏ để mình bán. Nếu như mình... cô ấy không muốn làm cái nghề cà phê thì ở nhà. Nếu cô ấy muốn kinh doanh riêng, phải coi những cái lĩnh vực đó, cuộc sống ở cái xứ đó nó sẽ phù hợp những cái là mặt hàng nào. Thì em ở đó hoài em biết đó. Dạ, em tư vấn đi, thì thay vì thí dụ như cô không muốn làm cà phê thì ví dụ như có thể mở cái gì kinh doanh tại nhà được, nhỏ nhỏ được, theo như thì em thì có thể bán hàng ăn. Bây giờ chị hỏi lại một lần nữa là về cuộc sống bản thân em nghĩ là kinh tế em đã ổn định chưa? Dạ, nói chung nó cũng tạm ổn định chị. Nói chung tại vì em mới gầy dựng hơn 2 năm nay thôi. Chứ hồi đó em làm gì mà em không gầy dựng? Cũng theo cái phong thủy tí, nhưng mà cái số mình nó chưa tới. Làm bao nhiêu nó cũng thất bại rồi chị. Em cũng thất bại trong cái đường kinh doanh rất là nhiều. Trong kinh doanh em có phải là người có lập trường rõ ràng, vững chắc không? Dạ đúng chị, chẳng hạn như em nói chị một quán cà phê như vậy đúng không? Cái mục tiêu của em hôm nay em làm chưa được, nhưng 2 năm sau em sẽ làm được. Và một ngày đẹp trời em sẽ làm được. Ngày đẹp trời mà dạ, đúng rồi. Ngày nó xấu trời không à em ơi. Dạ hồi giờ em để ý công việc của em hồi giờ vậy. Một ngày nào đó em buồn buồn em đi ngang qua em lại làm được. Cũng có chí hướng, có quyết tâm. Còn thực hiện được bao nhiêu thì do quá trình tụi em tìm hiểu. Thôi bây giờ như thế này, chị Tường sẽ dành cho hai em một khoảng không gian riêng để có thể tâm sự rõ hơn. Cũng gãy đổ một lần rồi, ở xa rồi. Mình phải trao đổi rõ hơn. Thà như vậy đó, nó sòng phẳng và nó rõ ràng ngay từ đầu. Sau này mình không còn lăng tăng cái gì hết, đúng không? Dạ. Cho đồ ăn lên đi hai bạn. Có món ăn hôm nay chương trình chuẩn bị cho mình rất là ngon. Đó là súp hải sản của nhà hàng East West Brewing. Ăn, tâm sự, trò chuyện. Dạ vâng. Rồi, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ăn ngon miệng. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Mời em. Dạ. Hãy cùng đi em. Anh có biết nhậu không? Mời em. Không, anh không biết bia rượu, anh không biết uống thuốc cũng vậy. Ủa anh... vậy hay. Mời em. Hay quá. Bây giờ gia đình em giờ sinh sống ở đâu? Dạ ba mẹ em vẫn ở ngoài quê ở Quảng Trị. Anh có nội ngoại gì ở ngoài đó không? Anh có bà con ở Quảng Bình thì có. Quảng Bình. Góc mẹ ở Quảng Bình. Dạ. Em một mình vô đây để đi làm ở đây thôi. Còn tất cả người thân của em là đều ở ngoài quê hết. Rồi mình ở đây mình sống ở nhà trọ hả? Dạ đúng rồi. Có ngon không em? Có vừa ăn không? Ngon anh. Tại em có nghe nói là hôm qua anh phải đi máy bay tới đây. Anh có hay lên Sài Gòn chơi không em? Thì một năm vừa rồi thì đi có 2-3 lần mà. Chủ yếu là ví dụ công việc thì mới đi, còn bình thường thì không. Rồi giả sử như mà anh với em mà quen nhau thì như xa nhau quá vậy làm sao anh? Dễ mà em, quan trọng mình có quyết tâm hay không. Chỉ cần anh có lý do hả? Ví dụ em có thật lòng muốn điều đó hay không? Muốn có một mối quan hệ rõ ràng hay là nó chính thức hay không tùy theo cái bản thân của mọi người. Tính em thì rõ ràng và dứt khoát. Như giờ người ta nói, ông bà mình nói một câu á, yêu nhau mấy núi cũng leo đó em. Dạ. Đó. Mà giờ yêu chưa? Dạ, 4 lần rồi chị. Hà Nội em còn bay như đi đỏ. Bỏ chuyện cũ qua bên đi. Giờ việc vô Sài Gòn nè. Giờ bay vô thăm ta bao nhiêu bao lâu mới vô được một lần? Một tháng 2-3 lần gì đó chị, nếu mà thực sự. Cái gì tháng 2-3 lần? Hồi nãy tôi hỏi cái chuyện của bồ cũ, ông nói là ông quen nhau gần cả năm mà ông đi ra thăm ta có 2 lần. Mà bây giờ ở thành phố ông tháng vô 2 lần hả? Tại vì cái công việc của em lúc đó nó đang phát triển, em phải tập trung nhiều hơn chị. Còn bây giờ ổn định rồi, yeah, đi được phải không? Yeah. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt là thí dụ như em có ngại là phải đi xa như vậy hay không, để lập nghiệp ở một nơi khác hay không? Hiện nay ở đây thì em đang có một công việc rất là ổn định. Một cái vị trí cũng phải nói là nhiều người mơ ước. Vậy nên là em cũng không biết là khi mình bỏ ở đây thì mình đến một cái nơi hoàn toàn xa lạ như vậy thì cái người đàn ông có tạo cho mình đủ cái niềm tin để mình phải dứt bỏ đó hết tất là cả như vấn vậy. Đề quan trọng đó. Dạ. Nếu như chị chia sẻ lúc đầu đó. Thì cái đó thì mình cũng phải cần có thời gian em tìm hiểu em. Chứ không phải ngày 1, ngày 2 em sẽ nhìn thấy được hết. Theo như em muốn thì em quen bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Em thì nghĩ không có quan trọng cái thời gian bao lâu, mà em nghĩ quan trọng là hai người cảm thấy có đủ tin tưởng nhau để về một nhà hay chưa. Thật ra thì thành phố cũng không phải là quê hương của em. Dạ đúng rồi. Nó chỉ là nơi em lập nghiệp thôi. Thì bây giờ chị nói như thế này, nơi nào đất lành thì chim đậu,
nếu như ở cái Gia Lai nó là cái nơi có thể phát triển được cái công việc của em, hoặc là giúp cho cái kinh tế của em ổn định được hơn để em phụ giúp cha mẹ gia đình, thì em cũng nên thử. Ví dụ mình còn trẻ mà, hôm nay quan trọng nhất là cảm xúc. Bây giờ hai bạn hãy cảm nhận thử là mình có rung động với đối phương hay chưa. Chứ bây giờ chưa có yêu mà mới gặp mà mình tính cái tương lai cái kia ở đâu công việc thì nó hơi khó. Bây giờ để cho thêm cái phần cảm xúc đó, nó có thêm một cái gì nó vui chút xíu nha. Bây giờ chúng ta sẽ chơi như mini game nhỏ nhỏ. Trời, bạn trai bút trước đi. Học lớn lên. Gì? Bạn có năng khiếu gì hãy thể hiện cho bạn gái thấy. Hát, múa, làm thơ. Rồi, làm đi em, thực hiện đi. Ảnh run như sao? Vỗ tay cái cho bạn lấy tinh thần đi cô. Nhìn đây, nhìn bạn gái hát nha. Nếu em nói anh vẫn chưa yêu là thật xa, anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Nếu em nói anh muốn xa em là thật xa, anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em. Anh hay quá chị. Hay quá hả? Có sao xuyến rồi đó, có khen là vui rồi đó, mừng đi cưng. Cố lên. Khi buồn bạn sẽ làm gì? Có hành động gì bất thường không? Buồn thì em hay ngồi uống bia một mình vậy đó. Dạ. Mua bia về rồi em mua thêm ít đồ nhịn, đồ mồi nữa, xong về em ngồi uống mình vậy đó. Rồi có mấy lúc buồn mà tự nhiên em, cái phòng của em nó hay lắm. Nhìn lên có trăng á, nhìn thấy được trăng luôn. Là em ngồi em ngắm trăng vậy luôn á. Uống bia ngắm trăng. Dạ đúng rồi. Nếu mà không uống bia ngắm trăng mà hai mình, em nghĩ chắc vui. Em không uống được bia rượu chị. Uống cà phê thôi hả? Dạ em chỉ cà phê thôi. Không biết uống miếng nào luôn hả? Dạ. Mà một đứa một ly bia, còn đứa một ly cà phê, vẫn ngắm trăng được đúng không? Người ta nói uống cà phê vô vẫn xỉn mà đúng không? Dạ, không ăn gì nó uống nó sẽ say chị. Dạ. Thì đó bây giờ tôi nói vậy đó, bây giờ hai người bây giờ rồi nói cái sở thích một chút. Rồi em rảnh rỗi em làm cái gì? Vui á, hồi nãy là nói buồn, hồi này nó nói vui á là làm cái gì? Vui là em thích đi mua sắm rồi đi du lịch rồi ngồi nghe nhạc. Được, em có thích đi du lịch không anh? Có. Em đi miết đó chị. Đi miết hả, đi đâu? Dạ, mà thích đi đâu là em xách ba lô là em đi. Đi với ai? Đi mình. Bây giờ đi hai mình vui hơn không? À cũng được chị. Được phải không? Dạ. Không, chị thấy là cặp đôi này hợp lý đó, có những điểm cũng khá là tương đồng với nhau đó. Em thấy anh rất là chín chắn. Là đúng là cái điểm em đang cần tìm kiếm. Yeah. Ví dụ như cô này với em bấm nút hẹn hò thì em mong muốn bao lâu thì cưới rước cô về Gia Lai? Trong năm nay hoặc cuối năm đó chị. Cuối năm nay? Dạ vâng. Đối với em như vậy có nhanh quá không? Dạ không sao chị, giống như em nói miễn sao mà cảm thấy tự là được. Trời ơi, hôm nay ông này gặp cô gái tuyệt vời quá. Trực tiếp nhìn nhau tâm sự rõ hết rồi, nguyện vọng của nhau biết hết luôn rồi. Giờ quan trọng là hai bạn tự đo lại cảm xúc của mình, coi cảm thấy đối tượng này có làm mình sao xuyến chưa, rung động chưa. Mình tôn trọng đối phương và tôn trọng mình, phải hết sức là nghiêm túc khi bấm nút. Nếu được thì mình cho nhau cơ hội. Và khi bấm nút là để hẹn hò và yêu nhau, không phải bấm nút để kết bạn, phải tìm bạn bốn phương nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3. Suy đoán và cảm nhận của các Tường cũng không sai. Rồi mời hai bạn về chung một bên đi ạ. Dạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi tìm hiểu để mà tiến tới hôn nhân. Anh xin phép em. Dạ. Thôi cũng lãng mạn, thôi cũng được, chúc mừng em. Trân trọng ha. Dạ, cả một chàng trai này cũng rất là chân thành, chị cảm nhận như vậy. Cố gắng. Dạ, cảm ơn chị. Trong vòng một năm ha, hy vọng dạ, là ước mơ thành sự thật. Vậy là hôm nay bà Mai đã thành công rồi quý vị ạ. À, quý vị ơi đừng có quên giờ phát sóng rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy trên kênh YouTube MTV Media quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.